Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là hôm nay mình xin mời các bạn cùng mình quay lại với game chiến dịch huyền thoại. Như các bạn biết thì cũng lâu rồi mình có nhiều việc cho nên là không chơi, không có làm thêm video. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu làm lại. Thì hôm nay chiến dịch huyền thoại nó có một cái map phối hợp mới, đó là đảo kinh hoàng khó. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa vượt qua được, tại vì thực lực còn yếu. Hôm nay mình sẽ chơi ở thi đấu trùm solo, tại vì nó vừa update chế mùa giải mới. Thì mình sẽ chơi thử vài ván trùm solo cho các bạn coi. Hy vọng thì chúng ta sẽ có những trận đấu thật là gây cấn và hấp dẫn. Các bạn thấy thì hiện tại thì chúng ta được thi đấu, mà mình thì chưa thi đấu trận nào. Bây giờ mình sẽ đăng ký và bắt đầu bắn thử cho các bạn coi. Đây là ván đấu đầu tiên. Cũng giống như tất cả những mùa trùm solo trước thì chúng ta sẽ có những trận đấu thăng cấp. Đây, đầu tiên chúng ta gặp một tiểu đại gia đây đây. Các bạn thấy thì thấy là quẩy là ghê rồi đó, nhưng mà chưa biết thì trình độ tới đâu. Hy vọng thì mình sẽ giành chiến thắng trong tất cả các ván đấu. Như thường lệ thì mình súng ống thì cũng không có gì mới cả các bạn. Tại vì mình ít cái đầu tư nâng cấp súng cho nên là khẩu này thì có lực chiến 60.000 thôi. Nhưng mà mình lại ưa thích súng trường cho nên là mình sẽ chơi khẩu này. Hiện tại thì có nhiều súng nó ra cũng đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Trong đó khẩu súng máy mới vừa ra. Đấy, gần chết rồi. Như vậy là mình giành chiến thắng là 2-0, dẫn trước rất là thuận lợi. Cũng giống như trong những cái mùa trước mà mình đã từng chơi, các bạn thấy là chúng ta phải tận dụng tất cả những quyền trợ giúp đã có để chơi. Thì như vậy là chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng hơn. Hầu như ai vào đây chơi cũng đều như vậy cả. Có vẻ như trong ván đấu đầu tiên thì mình thuận lợi hơn rất là nhiều. Đây, đối phương có vẻ là bỏ cuộc rồi. 4-0, 5-0. Thắng lợi rất là cách biệt rất là xa các bạn. Đây, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Đây, mình gặp một cao thủ rồi. Có vẻ rất là ghê đây. Đó, các bạn tận dụng lựu đạn kèm với thùng xăng thì chúng ta sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Thì như các bạn được biết thì trong thời gian tới mình sẽ mở thêm một kênh game mới. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình trong kênh đó. Khi nào có thì mình sẽ giới thiệu trong những video game trong kênh này. Các bạn nhớ đăng ký và like ủng hộ mình. Pha này là chết chung các bạn. Mình vừa bắn đủ cái thùng chết nó thì nó bắn chết mình luôn. Và cả hai cùng chết. Thùng xăng ngó vậy nhưng mà rất là nguy hiểm cho nên chúng ta cần phải hạ thùng xăng trước khi mà bị đối phương bắn nổ. Nó sẽ gây rất là nguy hiểm. Pha vừa rồi là chúng ta khỏi cần chạy luôn, tại vì cho nó bắn quả bazooka. Trong khi đó nó đứng im thì chúng ta có thể là lấy máu của nó rất là nhiều. Đó, các bạn thấy là nó vừa bơm máu đó. Ở trong đây chế độ chơi này thì bình máu rất là quý. Cho nên chúng ta phải tận dụng những bình máu để dễ dàng giành chiến thắng hơn. Như vậy các bạn thấy là chỉ được mang theo một bình máu thôi, một quả bazooka và hai trái lựu đạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể lượm thêm bazooka và lựu đạn trong quá trình bắn. Các bạn thấy là mình đang dẫn trước cái tỷ số là 4-2. Còn rất là ít máu, khoảng 400 thôi. Ôi, nó quăng lựu đạn. Rồi xong rồi. Hy vọng thì với mạng sống cuối này, mình sẽ hạ nó trước khi nó bắn chết mình. Các bạn thấy thì thi đấu trùm solo khi nào nó cũng hấp dẫn hơn chơi BK hoặc các chế độ khác. Như vậy là mình giành chiến thắng ở ván đấu thứ hai luôn rồi các bạn.
Sao cái nút bắt đầu nó lại mờ đi rồi? Các bạn, thời gian thì tới ngày 25 tháng 5 lần bữa nay vẫn còn. Có vẻ như là có vấn đề gì đây. Nó ghi bắt đầu tiếp sau 3 giờ nữa các bạn. 4 giờ nữa, 3 giờ 57 phút. Như vậy là mình hết thời gian rồi. Đang sung hưng phấn thì lại hết giờ. Thôi hẹn các bạn trong video tiếp theo. Mình sẽ chơi tiếp.